Người hiện nay Thật sự là ước vọng hảo huyệt Cái gì cũng nói sáng tạo Cách tân Xin thưa với các vị Thánh nhân thế gian và suốt thế gian Không có sáng kiến mới Không có cách tân Khổng lão phu tử ngày nói Cả đời ngày dạy học Chỉ là thuật lại chứ không sáng tác Bản thân Ngài không có sáng tác những gì nói ra Đều là lời của cổ thánh tiên hiền Là lời dạy của cổ thánh tiên hiền Chứ bản thân không có sáng tạo Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta Tất cả Pháp trong 49 năm Mà bản thân Ngài cả đời nói ra Không phải là của mình Chính mình không có sáng tác ra để nói Đều là thuật lại lời của cổ Phật Cho nên Ngài nói Ngài không có nói một câu nào Những gì nói ra là của cổ Phật Không có câu nào là ý của riêng mình Khổng lão phu tử chỉ thuật lại mà không sáng tác Thích ca mâu ni Phật cũng là thuật lại mà không sáng tác Người đời sau của chúng ta tài giỏi Người đề sao thì có sáng tác Thảo nào số kinh sách của Thích Ca Mâu Ni Phật Không có bản quyền Là của người khác không phải của mình Ngài làm sao có thể có bản quyền được chứ Người hiện nay tài giỏi Là sáng tác của riêng mình Nên có sở hữu bản quyền Chúng ta cần phải học tập Quả thật sự là Thái độ học tập Của Thế Tôn Và Khổng Lõ Phu Tử là chính xác Đây là tương ưng với tâm tánh Tương ưng với tánh đức Cho nên các ngài Đối nhân sự thế đều vô cùng khiêm hạ những gì phu tử biểu hiện là hạ thấp mình mà tôn kính người chúng ta ở trong sách đọc thấy khổng lão phu tử đối với người nghèo khổ thấp hèn cũng vô cùng tôn kính không dám khinh mạng không khi nào dám nói mình cảm thấy cao quý tự đại xem thường người khác chúng ta không có nhìn thấy điều đó ở trong hành nghi cả đời của phu tử phật thì càng khỏi thần nói nữa rồi cống cao ngã mạng là rất phiền não chỉ cần có ý nghĩ này ở trong đầu thì phật pháp một phần cũng không thể thâm nhập được rồi chướng ngại rồi Tự mình chướng ngại chính mình Tham sân si mạng nghi Sau cùng là ác kiến Ác kiến chính là Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến Giới thủ kiến, tà kiến Hợp chung lại gọi là ác kiến sáu căn bản phiền não là nói cái này sáu căn bản phiền não là chướng ngại lớn nhất chúng ta tại vì sao học phật không thể khế nhập được tại vì sao chúng ta đọc kinh không thể khai ngộ là không biết mình có sáu loại chướng ngại này không biết được sáu loại chướng ngại này nếu như chỉ có một thì bạn vẫn không thể thấy đạo được đừng nói là chứng đạo thấy còn không thể thấy được sáu loại chướng ngại trừ sạch rồi bạn mới là ở kiến đạo gì cho nên nếu chúng ta muốn được lợi ích chân thật của phật pháp thì sáu chướng ngại này Bạn không đoạn thì làm sao được Đoạn thật sự Đường chủ ở trong niệm Phật đường Thường hay nhắc nhở đại chúng Buông xả thân tâm thế giới Thế là sáu loại này Xả bỏ hết rồi Sáu loại này chính là thân tâm thế giới không buông xả không được nhất định phải buông xả chúng ta thế hội được rất sâu sắc ở trên kinh đại thừa chư phật bồ tát đối với tất cả đặc biệt là chúng sanh khổ nạn Loại quan tâm yêu thương đó Thật sự là đạt đến cực điểm Có bao nhiêu chúng sanh Có thể thể hội được Có thể hiểu được Tùy chúng sanh Không thể thể hội Có khi còn oán trách phật bồ tát phỉ bán phật bồ tát nhưng tâm từ bi của phật bồ tát không hề giảm bớt một phần nào đây là điểm tuyệt vời nhất vẫn cứ yêu thương như thường vẫn dùng đủ dạng phương tiện thiện xảo để giúp đỡ chúng sanh để dạy dỗ khuyên bảo chúng sanh như thường bởi vì chúng sanh như lời trên kinh này nói là ưa ngạnh khó giáo hóa tà kiến tà hạnh không biết quay đầu không biết sửa lỗi cho nên chư phật bồ tát ứng hóa ở trong đó khéo léo uyển chuyển đang dạy dỗ khuyên bảo trong con mắt của phạm phu chúng ta đó là dùng hết tâm tư loại ân đức này không gì sánh bằng bất luận là ở trên đạo lý ở trên phương pháp ở trong cảnh giới đều là cực kỳ phương tiện thiện xảo chúng ta mở quyển kinh ra đọc những đoạn kinh văn này Cần phải thế hội cho được Trong bộ kinh này Hiển thị ra Bồ Tát Địa Tạng Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm đều là thiện tri thức chân thật đặc biệt là ở trong hội này chỉ dạy người sơ học nói ra những chuyện tội khổ tình trạng quả báo này với chúng ta mục đích là dạy chúng ta tin nhân quả tin nhân thiện được quả thiện nhân ác nhất định có ác báo chúng ta nghe qua lời nhắc nhở này sau đó lại bình tĩnh quan sát xã hội hiện thực của chúng ta thì bạn có thể thấy ra được quả báo hóa ra ở ngay trước mắt bạn thử xem bạn bè thân thích của chính mình những người mà mình đã quen biết là quá rõ ràng rồi hơn nữa vô cùng nhanh chóng Mỗi năm Đều đang ở đó biến đổi Đều đang ở đó chuyển biến Sự chuyển biến này Quan sát kỹ Hóa ra chính là nhân quả Người gieo nhân thiện Tâm thiện, hạnh thiện Họ mỗi năm vẫn đều tốt hơn Môi trường sống Càng ngày càng tốt Người tâm ác Hạnh ác Quan sát tỉ mỉ Thấy mỗi năm một tệ hơn Hiện tại nhìn tốc độ Nhanh hơn nhiều so với trước đây nhìn rồi Trước đây quả báo Báo không có nhanh đến như vậy Hiện nay là mỗi năm một khác nhau Thậm chí là nếu bạn có năng lực có trí huệ quan sát sẽ thấy mỗi tháng mỗi khác. Báo ứng quá nhanh. Chỉ có hiểu rõ đạo lý và sự thật của nhân quả này mới có thể bước vào Phật pháp được bạn mới có thể tin lời phật nói mới có thể tiếp nhận mới có thể y giáo phụng hành mục đích cuối cùng là ở chỗ này giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui phật bồ tát không tiếp nhận bất kỳ sự thù lao nào tuyệt đối không có danh vọng lợi dưỡng chúng ta cung kính đối với các ngài là biểu thị một chút tâm cảm kích của bản thân chúng ta chứ phật bồ tát hoàn toàn không yêu cầu chúng ta cung kính đối với các ngài không có cái ý nghĩ này mời xem đoạn kinh văn này dưới đây địa tạng đáp ngôn nhân giả ngã kim thừa phật uy thần cặp đại sĩ chi lực lược thuyết địa ngục danh hiệu cặp tội báo ác báo chi sự chỗ này chúng ta nhất định phải học tập phần lớn người hiện nay là tự cao tự đại học cái của người khác vẫn không chịu thừa nhận mà còn đi mắng người ta đây là của tôi không phải của họ vậy là có tội lỗi rồi bạn xem bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là nhân vật cấp bậc nào chúng ta thử xem pháp hội này pháp hội ở phía trước mọi người đã xem thấy chư phật mười phương đều đến tham dự pháp hội này những vị phật này là người thế nào trong đời quá khứ đều là học trò của bồ tát địa tạng học trò người nào cũng thành phật rồi bản thân ngài vẫn đang làm bồ tát thật tuyệt vời ngài là không muốn thành phật nếu thành phật là quá đơn giản rồi có lẽ đã thành phật từ lâu rồi ngài giữ trọn lời thệ nguyện của mình nếu địa ngục không trống không thề không thành phật cho nên chúng ta muốn hỏi bồ tát địa tạng có cơ hội thành phật hay không không có địa ngục vẫn có người ngài đã phát tâm ngài không làm phật ngài muốn làm bồ tát để giúp đỡ chúng sanh địa ngục đây là thân phận gì lời ngài nói khiêm tốn biết bao khiêm nhường biết bao nhân giả nhân giả là cách tôn xưng đối với bồ tát là người nhân từ ngài không nói bản thân ngài có năng lực để trả lời ngã kim thừa phật uy thần nhờ sự gia trị của phật không những nhờ sự gia trị của phật còn nhờ sự gia trị của ngài nữa là bồ tát phổ hiền cặp đại sĩ chi lực đại sĩ là chỉ bồ tát phổ hiền trí huệ đạo lực của bồ tát phổ hiền cũng không thể nghĩ bạc chư phật gia trị bồ tát phổ hiền gia trị lược thuyết địa ngục danh hiệu tiếp đó báo cáo sự việc này với mọi người